thì hiện tại đây thì máy của mình đang đậu tại công trường ở chỗ này các bạn này. Thì mình vừa mới tới xuống công trường. Thì ở đây thì toàn bộ ở đây các bác công nhân đang đổ những cái tấm đan, những vật liệu xây dựng đang đổ đầy ở đây các bạn này, đang đổ những cái tấm đan kia. Thì hôm nay máy của mình là nhận được một cái việc là đi đào mương và vét mương đâu đó ở đằng kia kìa. Ok, bây giờ mình sẽ lên máy và di chuyển ra đấy để xem kỹ thuật họ chỉ là làm những công việc gì nhá. Ok các bạn ạ, thì ngay sau khi nhận được cái nhiệm vụ từ bên kỹ thuật công trình thì mình đã đánh máy ra tới cái chỗ này rồi. Thì hôm nay máy xích của mình họ cho ra làm cái ruộng. Nói vào ruộng thôi nhưng mà cái kia ngoài kia đang làm một cái mương. Thì cái mương này ấy, thì là hôm trước là con máy xích ở đâu họ thuê đến đào, đã đào một lần rồi. Nhưng mà do là gặp vào trời mưa nên là không, nó bị sạt hết xuống ấy. Nên hôm nay là phải đưa máy của mình đây, máy xích đây các bạn, xích này này. Máy lốt thì không đi vào đây ở đâu. Để đưa con máy xích của mình vào đây để làm nốt cái đoạn này. Thì ở đây thì có một số lưu ý cho mọi người là gì. Thì các bạn đây nhìn trước mắt là cái mương đúng không? Cái mương này thì mình phải vét lại. Và vét lại thì máy xích hay máy lốp thì mình cũng có những nhiều video rồi. Thì anh em là đi sao? Đi là không nên đi là đi sát vào cái mép mương quá. Khi mình đi sát mép mương ấy thì là cái đất này là đất màu và đất trộn lẫn các thể loại. Thì nó lở xuống phát, là nó nghiêng bên xích bên này này, nó nghiêng bên xích về phía bên hông này thì là mình sẽ lún xuống là không cứu đâu. Đấy, chính vì vậy nên mình đi cách xa mương ra một tí. Đấy, cách xa tầm nửa mét đến 1 mét rồi. Đấy, lún này, lún quá là lún luôn. Vậy. Đây các bạn này, đây là một cái đoạn mương mà mình cần phải sửa này. Đấy, thì hôm trước là ở dưới này thì máy họ làm nó đã sạt lở hết xuống đây rồi. Thì ở đây mương thì mình có thể sửa là mình mở rộng thêm cái này ra và mình hót hết những cái đất ở dưới này đi các bạn này. Đấy, hót này. Đấy, hót hết cái đất này đi và các bạn đổ hết nó sang tận bên này. Đấy. Thì có rất nhiều cái cách sửa mương cho các bạn như sau. Thì cái đầu tiên ấy, để làm lầy được thì các bạn cần phải là, một là các bạn lấy mặt bằng như thế này, là các bạn phải lấy mặt bằng mưa, là lấy mặt bằng phải chuẩn đúng không ạ? Mình không lấy chuẩn thì nó sẽ sâu, nó sâu quá thì là kỹ thuật họ sẽ nói mình là làm như này như kia. Cái thứ hai, các bạn muốn đẹp ấy thì mình có thể làm như sau, để chống lở mắt nữa ấy, các bạn ở cái mép này này thì các bạn có thể gạt cho mình như thế này đi. Đấy, cho nó đẹp, thứ nhất là cho đẹp, thứ hai chống khỏi lở như kiểu bạn tâm lý. Kế tiếp theo cái gầu của mình ấy thì các bạn để như thế này này. Đó, cái này về này các bạn vừa quay này, các bạn vừa quay toa này, vừa nâng cần này. Đấy, vừa quay toa vừa vung gầu ra này. Đấy, là các bạn lựa theo kiểu này này. Đó, được chưa? Là các bạn sẽ thành một cái mương đẹp này, được chưa? Đấy. Đấy. Các bạn lựa vậy nha. Nếu mà cảm thấy các bạn cao quá thì các bạn có thể dùng gầu các bạn cào nó một lượt mỏng mỏng đi cho nó phải cao. Đấy, được chưa? Đấy, mình đang cảm giác chỗ này hơi cao thì mình có thể cào nhẹ nó đi thì để sửa mương. Đấy, chỗ này hơi cao này. Các bạn nhắm theo cái chiều mình cảm giác thấy nó cao ấy thì các bạn sửa nhé. Tức là mình nhìn bằng con mắt của mình ấy. Ở đây thì tương đối thôi, chứ không có tuyệt đối đâu. Kỹ thuật ở đây họ không bắn cốt, bắn cao độ đâu. Đấy. Thì ở đây thì sau khi mình sửa cái mương xong rồi thì mình phải là gạt cái mặt phẳng ở trên cái đường này này, để cho sau này họ có thể lấy cái đường họ chở cát vào đây, để gạt phẳng này. Ở đây thì mình mà gạt phẳng quá như vậy thì mình có thể cho người ta thuê làm sân chơi patin được các bạn nhé. Với cái số lượng bùn mà nó nhão rồi nó trơn như thế này này thì mình có thể là cho người ta thuê làm sân chơi patin luôn. Xuống đây mà trượt patin đã luôn. Đấy các bạn thấy không? Hạt này. Đấy. Cái này gạt thì các bạn cũng nhìn theo cái mắt của mình, nhìn nó tương đối nó đẹp là được, chứ không cần đấy. Thì sau khi vậy thì các bạn đấy, các bạn quay ra này, các bạn nhìn này, các bạn nhìn như thế này, đừng đi sát mương quá nha. Chúng xích của mình thì nó nặng mà đất thì nó yếu, nó lở úp xuống là máy của mình lại khổ. Đấy, mình đừng đi sát mương quá. Rồi, tiếp tục như vậy thì mình lại tiếp tục gạt này. Đó. Gạt thì gạt đất này thì mình theo kiểu chiều hướng nâng lên. Đây, để như thế này rồi đúng không? Mình gạt theo chiều hướng nâng thật lên tí là tự khắc là máy quay toàn. Thứ nhất nó vừa nhẹ này. Cái thứ hai nữa gạt nó rất là nhanh phẳng. Đó, đây.
chưa? Vậy ta phải gạt rất là nhanh phẳng luôn. Thì các bạn gạt một lần mà cảm giác chưa phẳng thì mình gạt lần hai. Thì cái đường này sau này họ sẽ làm đường công vụ như kiểu là chở đất này, chở cát, chở xi măng các thứ vào đây để họ xây để thành cái mương này. Đấy. Ở đây thì kỹ thuật thì không yêu cầu làm nhanh, miễn sao là làm cho họ đẹp là được. Đây, ví dụ con mương như thế này thì mình có thể là chơi theo kiểu này. Đây, chơi theo kiểu này mình xúc này. Mình xúc đừng xúc thẳng vào các bạn mọi người nha, xúc thẳng vào này mình quay toa hơi quay toa vậy này, không đến đâu mình đóng gầu nhẹ đấy như vậy này. Đấy. Đấy, thứ nhất là tự khắc gầu nó đầy. Tự khắc là gầu đất của mình như thế này nó đầy này. Đó. Rồi thứ nhất, thứ hai là gì sau? Thì khi mình xúc như thế này này, mình quay toa đâu thì đất nó dồn ra phía sau bấy nhiêu thì nước nó sẽ không chảy vào đây nữa. Đấy, các bạn nhìn này, đây, cái phần này này, đây là nước nó sẽ không chảy xuống cái mương đây nữa, thì là các bạn sẽ có một cái mặt bằng khô. Một cái mặt bằng khô như vậy thì các bạn làm ấy thì nó sẽ dễ nhìn hơn. Đây, ví dụ như những cái chỗ này này mà các bạn để nước nó dính vào thì hầu như các bạn không thể nhìn thấy cái đường để mà bạt ta ly hay là lấy cái mặt bằng trên dưới dưới chân được, đúng không? Chính vì vậy là mình ép để cho nó khô. Đây, cái phần này vậy mình vuốt cái mương này cho công nhân họ sửa này, đỡ phải sửa tay nhiều này. Một gầu của mình thôi bằng công nhân họ làm cả buổi hết đấy. Đấy, bạn thấy rõ này, được một cái lòng mương khá là phẳng rồi. Đấy, đây là mình đang đi sửa mương chứ không phải mình đào mương mới nhá. Đấy, chưa. Đấy, thì đây tiếp theo này các bạn quay ra phía sau này. À, phía sau này thì tôi cảm giác là hoàn toàn tôi rẽ xích và đi vào trong này một tí. Đấy. Nhưng mà đừng đi xa, đừng đi vào trong nhiều quá nha. Cách xa 2-3 mét thì mình không nhìn thấy cái lòng mương thì mình không biết ở đâu. Đấy, thì không biết ở đâu. Thì tiếp tục đến chỗ đoạn này như vậy. Thì cái chỗ này này, các bạn đừng xúc thẳng vào nhá. Nếu mà mình xúc thẳng vào như vậy này thì nó sẽ bập vào cái thành mương ở bên này này. Đấy, thì nó sẽ lại lở mương. Mà mình xúc đâu mình quay toa đấy. Ở đây thì mình quay toa sang bên trái. Đó, đây này, quay toa lượn lượn kéo thì đấy chưa? Thì nước nó sẽ dồn hết ra phía sau này. Đấy, nước nó sẽ dồn hết ra phía sau. Đất ở đây thì mình quăng lên đây để sau này họ còn dùng để làm đất màu luôn. Đấy. Thì cái này thì mình muốn đẹp thì mình có thể dùng cái gầu này mình bà mình ép những cái mái những cái góc ở đây. Đấy, ép những góc ở đấy. Đó, máy mà không tới thì các bạn có thể để vậy. À, mình tiếp tục dùng mở hết cái gầu ra, mình dùng đáy gầu mình vuốt này. À, mình vuốt xem là mình lăn qua đây. Được chưa? Đấy, mình lăn qua như thế này. Là tự khắc là mình sẽ có một cái mương cực kỳ đẹp luôn. Đất thì mình sẽ đổ sang bên này. À, ben đây thì các bạn hạ xuống được, không hạ được, máy xích mà làm nó rất là êm rồi không cần hạ được. Thì vét một lần chưa được rồi thì mình sẽ vét này à. Đây, mình quay này, mình quay toa sát thành bên kia này, mình quay toa ở đâu này, mình kéo thi am vào để nó khỏi đẩy vào cái tường này, kéo thi am này, thấy chưa? Đó. Đấy. Kéo vậy các bạn thấy không? Mặt bằng mương này. Đấy các bạn nhìn thấy mặt bằng mương này, mình co đầu ra các bạn ngó nhá. Đấy, rất là thẳng rồi, đúng không? Đây. Một cái mặt bằng mương khá là thẳng. Thì sau khi xong rồi thì bắt đầu mình mới gạt ở cái phần trên này xong. Đấy, gạt này. Thì gạt ở đây xong nếu mà không có điều kiện ấy, thì mình sẽ là cắm cái biển báo ở đây cho thuê sân trượt patin. Chỗ này mà trượt patin thì nói làm gì nữa, mang cái công lào ra đây mà trượt thì mắc hài luôn. Đấy, các bạn thấy không? Đấy, làm thì nó có một chút xíu kinh nghiệm và một chú mẹo mẹo vặt nhỏ nhỏ tí thì tự khắc cái mương đẹp thôi. Thì nếu mà các bạn lùi quen rồi thì không cần quay đầu lại, còn nếu lùi chưa quen ấy thì các bạn nên quay đầu lại là cái trường hợp mình bò mình lọt mương. Ở đây thì thực ra nếu cái mương này các bạn có sạc nghiêng máy một tí thì các bạn vẫn lên được bình thường, tại vì nó thấp mà không quan trọng. Nhưng mà để nó lún máy xuống đây nó lại mất rất nhiều thời gian và cái này kia, đi làm thì họ sẽ trừ giờ trừ rất các kiểu mệt lắm. Đấy, thì như mình có nói rồi, làm ở đây thì làm cho công trường thì không cần phải làm nhanh, miễn sao làm cảm giác cho nó đẹp và an toàn là được. Mình làm giảm thiểu công nhân họ làm tay bao nhiêu thì công trường họ càng thích mình, thì họ chỉ thích những ông lái đấy và họ chỉ thích những cái con máy đấy làm, thì vì vậy nên là máy lại càng nhiều việc thêm. Đấy, đây các bạn thấy không, một cái sân này khá là đẹp. Đây, ở con mương mình đã sửa lại rồi, tiếp theo là mình sẽ đuổi xuống dưới này. Ở đây thì mình sẽ phải làm đến tận dưới kia rồi, tận dưới góc bên kia mới hết. Mương này khá là dài đấy. Đây, tiếp tục mình di chuyển các bạn, di chuyển vào bên này nhé, đừng có đi sát vào mương quá. Đây, những chỗ này đang hơi lún này. Đây, khi các bạn đứng gần quá, các bạn đứng xa như vậy này, khi các bạn đứng xa như vậy này, các bạn kéo phải rất là dễ, kéo đâu quay toàn đấy này, kéo đâu quay toàn này, đóng cầu vào hót đất này. Đó, đóng này, đây, đất này, nước này dồn hết ra phía này. Đấy, nó dồn hết ra phía đấy thì
sẽ không có nước trào xuống mương nữa. Thì nước nó không trào xuống mương nữa thì các bạn lại là làm nó dễ, mình nhìn được mà, đúng không? Đây, như chỗ này rất là khô ráo, mình nhìn được thì mình làm nó chuẩn hơn là so với mò dưới nước, đúng không ạ? Đấy. Nhưng mà lưu ý là mình hót, mình đến đâu mình quay toàn đấy thì nó sẽ không bập vào cái thành mương. Bập vào cái thành mương thì nó sẽ bị hở cái hàm ếch ở dưới. Hở hàm ếch ở dưới thì là mình sẽ bị lại tiếp tục sạc đấy, thế mà có nước thì nó tiếp tục sạc đấy, nên là mình sẽ phải bạt, mình ép đi, mình ép thêm cái này. Mục đích của ép cái này nhất là gì? Chống sạt lở. Thứ hai là mình ép vậy thì là không có mũi ở đấy thì mình sẽ càng nhìn rõ thêm ở dưới cái đáy mương đấy. Sau khi mình hót bằng gầu xong rồi thì các bạn có thể quay toa này, gạt đất ra phía sau, mình hót luôn được. Nếu không hót luôn thì mình gạt đất ra phía sau đây cũng được. Đây, mình gạt ra đây đấy, gạt ra đây, lát nữa mình hót cũng được, không sao. Đấy, mình hót ra đấy được. Đây, như thế này nha. Mình khéo khéo tí, đừng để cái răng nó bập vào cái thành bên này. Thà răng nó bập vào cái thành bên này thì nó sẽ gây ra là hở hàm ếch. Đấy, như kiểu răng hàm ếch đây, hố hàm ếch các thứ thì nó sẽ bị sạt lở. Đấy. Thì ở đây thì các bạn cứ làm sao mà miễn sao là đẹp là được. Cứ làm từ từ, bình tĩnh thì tức khắc là nó sẽ đẹp. Và công trường họ yêu cầu đấy. Như vậy là mình đã làm được một đoạn rồi. Thì cái đoạn trên này tương tự thôi, sau khi mình vét mương xong rồi thì mình sẽ phải là gạt những cái này đi. Thì đối với những cái chỗ nào mà nó đất nó dày như thế này này, đất này nó dày quá thì mình không gạt được thì mình xúc nó đi. Cái chỗ này mình cảm giác là máy mình không thể gạt nổi vì nó dày quá thì quay toa làm gì có nổi đâu, không quay nổi thì mình chơi như vậy luôn, mình gạt này được. Đấy. Máy mình đây thì mình làm không câu giờ đâu, mình làm khá là nhanh. Trong video thì các bạn có thể nhìn thấy mình làm chậm nhưng mà ngoài đời thì làm rất là nhanh này. Đấy. Đây, cái chỗ này mình vừa bảo rồi, nó nặng quá thì mình xúc. Sau khi mình xúc bớt thì gạt nó rất là nhẹ, nhẹ hơn là bao nhiêu, tại vì đất này là đất sét. Nó hít mà, vừa bên dưới là đất sét nó hít nên quay rất là nặng máy đấy, hầu như là không đi đến chỗ nào nó dày đất quá. Thì dày đất quá thì các bạn chỉ cần là nhẹ nhàng và các bạn gọt đi một tí, các bạn xúc đi là xong. Đấy, thế các bạn. Đấy, vậy như vậy là đã được một cái mặt bằng như thế này rồi. Một mặt bằng như thế này và một cái đoạn mương mình đã đào sẵn rồi. Và bây giờ nhiệm vụ tiếp theo là mình sẽ đào từ đây xuống dưới kia nha. Các bạn cứ làm lần lượt như vậy, cứ từ từ làm. Đấy. Đối với đoạn này hơi dốc thì các bạn có thể chống cái ben này xuống cho nó máy nó bình lên. Đấy, nó máy nó bình, nó cao lên một chút xíu thì mình làm thì nó không chúi đầu, nó sẽ cân bằng, nó thoải mái ngồi, nó không bị dốc hơn. Đấy. Vậy là mình đã làm được một đoạn đấy thì cứ tương tự vậy thôi. Làm từ đây cho đến tận đoạn cuối là sẽ có một con mương đẹp nha. Các bạn ơi, sau một thời gian làm thì mình đã hoàn thiện cái mặt bằng mương bên trên mương và mình sửa cái mương thì nó thành như thế này các bạn này. Đây, mình đã sửa thành một cái đoạn như thế này, khá là dài. Và đây là cái đoạn mình đã sửa rồi nhé. Mình đã sửa được xong cái đoạn mương này đây, các góc cạnh này, rồi mặt phẳng trên này là cũng san tương đối rồi. Thì bây giờ là chờ công nhân ra, họ sẽ san cát xuống cái nền này này và họ sẽ xây thành một cái mương mới. Đấy, thì máy của mình hiện tại là đang ở trên đây để quăng cát này. Đây, hoàn thành một cái bờ mương. Ok, thì video của mình xin được phép kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nhớ dành tặng cho mình một lượt like, một lượt đăng ký kênh, một lượt chia sẻ để ủng hộ cho mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở các video lần tiếp theo.